bằng chứng đáng kể hỗ trợ mối liên hệ giữa tập thể dục và giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Hoạt động thể chất cũng làm giảm tỷ lệ tử vong và tái phát ở những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết. Tuy nhiên, trong khi người ta thường chấp nhận rằng tập thể dục là có lợi, thì các cơ chế sinh học chính xác để giải thích lợi ích này vẫn chưa rõ ràng. Hiểu rõ ràng và đầy đủ về các liên kết sinh học cơ bản mối quan hệ giữa tập thể dục và giảm nguy cơ ung thư ruột kết là cấp thiết để phát triển các lựa chọn điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Một bản thảo được xuất bản gần đây trên tạp chí Liệu pháp và Phòng ngừa ung thư cung cấp một số hiểu biết mới về tác động của tập thể dục đối với sự tiến triển của ung thư ruột kết. Các nhà nghiên cứu đã tuyển những người đàn ông có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư ruột kết tham gia vào nghiên cứu. Tiêu chí tuyển dụng yêu cầu người tham gia phải từ 50 tuổi trở lên và có chỉ số khối cơ thể tối thiểu 25 kg/m². Điều quan trọng, những người tham gia được yêu cầu không hoạt động thể chất trong ít nhất 3 tháng. Không hoạt động thể chất được định nghĩa là không tham gia 30 phút hoạt động thể chất cường độ trung bình đến mạnh 3 lần một tuần. Nghiên cứu đã tuyển 16 nam giới tham gia nghiên cứu. Những người đàn ông tham gia bài tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải trên một chiếc xe đạp đứng yên. Mỗi buổi tập thể dục bao gồm 10 phút khởi động với động tác đạp lực cản nhẹ. Sau đó là 6 khoảng thời gian 5 phút để đạt được 60% dự trữ nhịp tim, sự khác biệt giữa lúc nghỉ ngơi và nhịp tim tối đa. Giữa mỗi khoảng thời gian trong số 6 khoảng thời gian, những người tham gia có 2 phút rưỡi phục hồi khi họ thực hiện đạp lực cản nhẹ. Tất cả các bài tập diễn ra dưới sự giám sát của các nhân viên nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi nhịp tim trong suốt phiên và đo huyết áp trong mỗi giai đoạn phục hồi để đảm bảo an toàn và điều chỉnh cường độ nếu cần. Máu được lấy ngay trước và sau buổi tập thể dục. Những người tham gia cũng được cung cấp mẫu máu trước và sau 60 phút yên tĩnh, ngồi nghỉ. Trong nghiên cứu đã sử dụng một dòng tế bào ung thư ruột kết ở người được gọi là LOVO. Dòng tế bào LOVO được tạo ra bằng cách sử dụng các tế bào thu được từ một bệnh nhân 56 tuổi bị ung thư ruột kết di căn. Các nhà nghiên cứu đã kích thích tế bào LOVO bằng huyết thanh thu thập từ những người tham gia nghiên cứu để kiểm tra tác động lên kết quả tăng sinh tế bào. Sự gia tăng sự phát triển của tế bào ung thư dẫn đến sự phát triển của ung thư và điều này cho thấy một yếu tố tiên lượng xấu. Khi kích thích tế bào LOVO bằng huyết thanh được thu thập sau khi tập thể dục, sự tăng sinh tế bào ung thư đã giảm khoảng 6% so với tế bào LOVO được kích thích bằng huyết thanh đối chứng. Ngoài ra, nghiên cứu đã chứng minh rằng các tế bào được nuôi cấy bằng huyết thanh sau khi tập thể dục ít có dấu hiệu bị tổn thương DNA, một tình trạng có thể đẩy nhanh sự tiến triển của ung thư. Tập thể dục cũng thúc đẩy sự gia tăng biểu hiện của cytokine gây viêm interleukin-6. Nghiên cứu cho thấy tập thể dục nhịp điệu có thể ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư ruột kết. Hơn nữa, dữ liệu cho thấy rằng cơ chế liên kết tập thể dục để giảm sự tiến triển của ung thư ruột kết có thể xảy ra ít nhất một phần do sự điều chỉnh tổn thương DNA do IN6 điều khiển. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!